Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Gia Nhật Cần Thơ bên em. Video của Túi Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Đầu tiên, đó là một chiếc ví móc khóa thương hiệu Fula. Và những sản phẩm bên em thì sẽ miễn ship toàn bộ hết ha. Ví móc khóa Fula. Và đây, để mình mở ra thì bên trong lót vải ha, và có một ngăn đây, ở đây đừng móc khóa. Lên giùm shop một mã là 4759202. 4759202. Và đây để mình gài lại chắc chắn như thế này, ví móc khóa. Và cái đến đó là một chiếc ví móc khóa có thương hiệu ha. Màu này là màu đen. Ở đây sẽ có thương hiệu Gucci Made in Italy. Và một ngăn ở đây nữa ha, sạch đẹp để mình đựng móc khóa. Lên giùm shop mã là 4779 ha. 4779. Ví móc khóa C. Và một chiếc ví thương hiệu COS. Này đựng vừa điện thoại ha, thương hiệu COS đây. Đây có một cái nút để mình mở ra. Và có một khóa cáo miệng đây. Và một ngăn đây. Và một ngăn đây. Ở đây đựng cạc visit tài thị thân. Đựng cạc visit tài thân. Một ngăn đây. Thương hiệu COS dập nổi đây. Và một ngăn ở đây. Lót bên trong là lót vải. Sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 4765 202. 4765 202. Và một chiếc ví màu hồng ha. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Một ngăn ở đây. Ở đây đừng cạp visit cho tài sao. Một ngăn đây và một ngăn đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp dập thương hiệu Tony Bird. Thương hiệu Tony Bird của Mỹ ha, rất là xịn. Lên dùm shop mã là 4713. 4713 202. Và một chiếc ví thương hiệu COS. Chất liệu là vải dù. Và ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra. Và một ngăn ở đây. Thì bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải ha, lót vải ở đây thì nó sẽ bị va vấp thời gian một chút xíu ha. Thương hiệu COS. Màu này là màu xanh. Màu xanh. Lên dùm shop một mã là 4881100. 4881100. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu ha, Tommy. Và chất liệu là vải ha. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây để đựng thẻ. Ở đây đựng thẻ ha, thương hiệu Tommy. Lên dùm shop một mã 4823 150. 4823 150. Và kế đến đó là một chiếc ví đựng thẻ ha. Chất liệu của chiếc ví này là da tổng hợp ha, da tổng hợp. Lên dùm shop một mã là 4863 100. 4863 100. Ở đây để mình gài lại như thế này. Đã, chắc chắn ha. Và một chiếc ví. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong đựng bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Ví này để mình đựng tiền thôi. Và lên dùm shop một mã là 4862 100. 4862 100.
và một chiếc ví thương hiệu Coach. Chất liệu vải dù đặc trưng của thương hiệu Coach ha. Và đây thương hiệu Coach. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Ở đây mình cứ phải xỏ vào tay ở đây được ha. Bên trong lớp vải sạch đẹp, một ngăn đây sạch đẹp hết ha. Và một khóa kéo miệng đây sạch đẹp. Lên nhìn shop một mã là 4735200 ha. 4735202. Và một chiếc ví thương hiệu Coach. Chất liệu là vải dù đặc trưng của thương hiệu Coach ở đây. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây nữa ha. Bên trong dạng mình đựng móc, mình treo móc khóa để mình để tiền. Ngày gia công tại Việt Nam. Và một chiếc ví thẻ thương hiệu Fula. Ở đây sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp ha. Và một ngăn ở giữa đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp dẹp thương hiệu Fula. Lên dìm shop một mã là 4885100. 4885100. Ví thẻ ha. Và chiếc ví thương hiệu Coach này là 4884100. 4884100. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu Anasui. Rất là đẹp ha, da rất là đẹp. Và ở đây dạng foam cốp làm rất là tỉ mỉ ha. Ở đây mình sẽ đựng tư trang. Sẽ có ba bóc thời gian chút đỉnh như chỗ này. Ở đây mình sẽ gài lại như thế này. Chắc chắn thương hiệu. Và một ngăn ở đây thì bên trong, một ngăn ở đây để đựng tiền, một ngăn đây để đựng tiền. Và ở đây đựng cặp visit cho tài tùy thân. Và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 4736 ha. 4736202. 4736202. Và một chiếc ví khá là đẹp ha. Có thương hiệu. Thương hiệu dập nổi đây. Và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong. Bên trong để đựng thẻ ha. Lót vải sạch đẹp hết. Lên dìm shop một mã là 4853100. 4853100. Ở đây nó sẽ có va bóc thời gian chút đỉnh như chỗ này ha. Ví ngắn. Rất là xinh xắn. Và kế đến đó là một chiếc ví có thương hiệu dập nổi đây. Và một ngăn ở đây và có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong. Bên trong là ví này để mình treo theo xe ha. Và thương hiệu dập nổi đây và một ngăn ở đây. Và một ngăn đây và một ngăn đây. Lót vải sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 4854 ha, 100. 4854100. Và kế đến đó là một chiếc ví handmade. Ví này để mình đựng thương hiệu Ely ha. Thương hiệu Ely dập nổi đây. Ở đây để mình đựng thẻ. Ở đây để đựng thẻ ha. Và ở đây để mình móc vào. Để mình gài lại như thế này ha. Chắc chắn hết. Da rất là đẹp luôn. Lên dùm shop một mã là 4728 ha. Handmade là làm bằng tay ha. Làm 220. Và kế đến đó là một chiếc ví ngắn. Này là da voi ha. Đặc trưng của thương hiệu da voi. Và bên trong một ngăn đây và một ngăn đây thương hiệu dập nổi ở đây để mình đựng tư trang. Gài lại như thế này là chắc chắn ha, tư trang. Lên dùm shop một mã 4726 ha, 220. 4726 220.
da voi rất là phong thủy ha. Và kế đến đó là một chiếc ví, ở đây phối những cái ngôi sao, và sẽ có một khóa cáp mạng ở đây. Bên trong thương hiệu dập nổi đây, Made in Italy, và sẽ có một ngăn ở đây để đựng tiền, đựng tư trang ha, và một cái nút để gài lại ở đây để đựng tiền, và ở đây đựng cặp viên giấy tờ tùy thân. Lên nhìn shop một mã 4890 100, 4890 100. Và cái đến đó là một chiếc ví màu đen da thật toàn bộ đây. Ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại dưới này, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa đựng cặp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây là sập đẹp, một ngăn đây sập đẹp hết ha. Có một cái khóa cáp mạng thương hiệu dập nổi ở đây, đựng vừa điện thoại. Lên dùm shop một mã là 4758 220, 4758 220, và một cái nút để mình gài lại như thế này chắc chắn, và một ngăn đây sạch đẹp. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, này là da da đen ha, da đen. Cái này là dập vân ha, dập vân giống như đen vậy đó. Và sẽ có một cái khóa cáp mạng ở đây. Bên trong đựng mình có thể mình gấp đôi tiền nhỏ mà mình đựng vào trong được ha. Và đựng thẻ rất là ok. Và về phía ngoài có một ngăn đây là sập đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 4822 150, 4822 150. Và một ví da rất là đẹp luôn, dập vân, này là dập vân xấu ha. Sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, bên trong sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, và một khóa cáp mạng lót sập đẹp ha, và một ngăn đây và một ngăn đây. Thương hiệu Fula dập nổi ở đây, da rất là đẹp luôn, đựng vừa điện thoại ha. Lên nhìn shop mã là 4738 ha, 4738 220, 4738 220, da rất là đẹp. Và cái đến đó là một và chiếc ví thương hiệu Cost, chất liệu là vải dù, thương hiệu Cost ở đây. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong liền cạc viên giấy tờ tùy thân, và một ngăn ở đây và một khóa cáp mạng đây, và một ngăn đây, đây liền cạc viên giấy tờ tùy thân, ở đây liền cạc viên giấy tờ tùy thân. Thương hiệu Cost dập nổi đây. Lên dùm shop một mã là 4742 220, 4742 220, thương hiệu Cost, và một ngăn nhỏ đây nữa ha, sạch đẹp hết. Và kế đến đó là một và chiếc ví thương hiệu Guess dập nổi đây, và da bóng ha. Sẽ có một và nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, ở đây đựng cạp viên giấy tờ tùy thân, ở bên trong mình lót phun sơn ha, lót phun sơn, và một ngăn ở đây cũng lót phun sơn, và một ngăn đây lót phun sơn nha. Lên dùm shop một mã là 4705 220, 4705 220. Và cái đến đó là một và chiếc ví, da này là da cá sấu nha, da cá sấu nhưng mà độ mới khoảng cỡ 70-75%, nó sẽ không mới keng. Và có một cái nút để mình mở ra như thế này, thì bên trong thương hiệu
Sama Made in Italy. Này da cá sấu rất là đẹp luôn ha. Và một ngăn ở đây để mình mở ra thì dạng cốp bên trong. Bên trong thì ở đây nó sẽ có va bắp thời gian thương hiệu Sama Made in Italy. Đây đựng cạc visit tới tại thị thân. Và một form cốp ở đây. Lên nhìn shop một mã là 4747 ha. 220. 4747 220. Ở đây là đựng tiền ha. Một ngăn đựng tiền và một cái form cốp da cá sấu. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu, ví dài thương hiệu Dakota, da mộc rất là đẹp. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Bên trong sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây, lót vải sạch đẹp dẹp đây đựng cặp widget tại thị thân. Bên trong dẹp thương hiệu Dakota và một phát cá miệng ở giữa. Bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn đây, đây đựng cặp widget tại thị thân, một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp hết. Lên dùm shop mã là 4733 220. 4733 220. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu Bao Smith. Ví này là đựng thẻ ha, ví đựng thẻ và ví đựng móc khóa. Đây chuyện phá mình móc vào đây và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Một ngăn đây thương hiệu Bao Smith. Lên dùm shop một mã là 4800 150. 4800 150. Và một chiếc ví ha, một chiếc ví ở đây mình mở ra thì đây đựng móc khóa và một ngăn ở đây để đựng tiền, sạch đẹp hết ha. Màu vàng rất là vàng. Lên dùm shop một mã là 4799 150. 4799 150. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu Cod, chất liệu là da canvas của hãng ha. Ví này ngắn thôi, sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Bên trong ở đây đựng cặp visit chế tài thị thân, một ngăn đây mất. Ở đây định nó sẽ có bao bắp thời gian thương hiệu Cod ở đây. Và ở đây đựng thẻ ha, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 4859 100. 4859 100. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu CK Calvin Klein. Và ví này thì mình sẽ mở ra thì bên trong đựng thẻ đây, một ngăn đây. Lên dùm shop một mã là 4722 220. Đựng móc khóa, một ngăn đây để đựng thẻ và một khóa cá miệng ở đây. Bên trong mình có thể mình đựng tiền ở đây được ha. Gấp đôi lại. Rất là xinh xắn. Và kế đến đó là một đựng thẻ ha, ví đựng thẻ, một ngăn đây, một ngăn đây, hai ngăn. Và ở đây mình có thể mình móc vào chiếc túi ha. Lên nhìn shop một mã là 4858 ha, 100. 4858 100. Và kế đến đó là một chiếc ví này thương hiệu dập nổi đây. Này là mình đựng mắt kính, chất liệu là vải ngay chỗ này, vải họa tiết nha.
rất là đẹp ha. Ở đây mình mở ra thì bên trong sạch đẹp hết ha. Thương hiệu lên giùm shop một mã là 4716 ha, 220, 4716 220. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, chất liệu đây là vải dù và sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, ở đây là lót da heo ha, lót da heo ở chỗ này. Lên nhìn shop một mã là 4772 220, 4772 220. Đựng vừa điện thoại ha. Và một ngăn này, ở đây đựng các quy dính giấy tờ thị thân dập thương hiệu Bulgari. Rất là nhiều ngăn ha. Và một ngăn này để mình đựng tiền. Rất là nhiều ngăn. Ở ngoài là chất liệu là vải dù, sử dụng monogram, những ký tự của chiếc ví ha. Kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu Cos, ví ngắn thương hiệu Cos, thương hiệu Cos dập nổi đây. Và một cái nút để mình mở ra thì một ngăn ở đây, đây định cạc quy dít giấy tờ thị thân, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp ở đây để mình gài lại như thế này chắc chắn ha. Và một cái nút để mình mở ra thì bên trong là sẽ có va bóp thời gian chút xíu ha. Lên nhìn shop một mã là 4875 100, 4875 100. Và kế đến đó là một chiếc ví, da này là da bóng ha, nó sẽ có va vấp như chỗ này, da bóng, và sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn đây, ở đây đựng cạc visit giấy tờ thị thân và một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong thì đựng tiền xu cho nên nó sẽ có ba bóp thời gian, một ngăn đây và một ngăn đây, trên cạc visit giấy tờ thị thân và một ngăn đây. Lên dùm shop một mã là 4706 ha, 4706 220. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, da thật toàn bộ, thương hiệu dập nổi đây, Harry Pendel, da rất là đẹp ha. Và sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, có một khóa cá miệng ha, lót vải sạch đẹp, ở đây đựng cạc phí giấy tờ thị thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, lót vải sạch đẹp, dập thương hiệu ở đây, ở đây để mình gài lại như thế này chắc chắn ha. Lên dùm shop một mã 4750 220, 4750 220. Da rất là đẹp ha. Và một chiếc ví, ví dài, da thật toàn bộ, ở đây đựng cạc phí giấy tờ thị thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong là sạch đẹp ha, đựng cạc phí giấy tờ thị thân. Lên nhập shop mã là 4754 ha, 4754 220. Một ngăn đây sạch đẹp hết, 4754 220. Và một chiếc ví da thật ha, dập thương hiệu ở đây, và sẽ có ở đây đựng cạc visit giấy tờ thị thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, có một khóa cá miệng đây, là sạch đẹp hết ha. Thương hiệu của London. Lên nhìn shop một mã là 4808 150, 4808 150. Và kế đến đó là một thương hiệu Burberry, chất liệu là vải dù, ở đây mình sẽ đựng bút ha,
đựng bút hoặc là đựng những vật dụng gì đó. Lên dùm shop một mã là 4761220, thương hiệu Burberry, 4761220. Và một chiếc ví thương hiệu Rada, chất liệu là vải dù. Ở đây đựng cả visit chứ ta thì thân, thương hiệu Rada. Và một ngăn đây, ví này nó sẽ có lõi nhẹ ngay chỗ này. Và một ngăn ở đây. Chiếc ví này hơi cũ ha. Hơi cũ, thương hiệu Rada. Một ngăn đây thì nó sẽ bị lõi một chút xíu ở chỗ này. Và một chiếc ví thương hiệu Kitamura, một ngăn đây. Và một ngăn đây có một khóa cá mèn ở đây. Và thương hiệu Kitamura, một ngăn đây. Đựng rất là nhiều ngăn. Lên dùm shop một mã là 4721220. 4721220. Này mình đựng vừa điện thoại được ha. Lên dịp shop mã là 4720-202, 4720-202, thương hiệu Rada. Và một chiếc ví da đan, da thật toàn bộ. Ở đây sẽ có một đựng cặp visit với tài trị thân, một ngăn ở đây và một khóa cá mèn ở đây. Lót bên trong lót vải, một ngăn đây và một ngăn đây. Sạp đẹp, để mình gài lại như thế này, chắc chắn. Và sẽ có một khóa cá mèn ở đây. Lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 4725-202, 4725-202. Và cái đến đó là một chiếc ví. Ở đây chất liệu là vải dù. Đây là vải dù dập thương hiệu ở đây. Và sẽ có ở đây đựng cặp visit với tài tùy thân. Và một ngăn ở đây. Và một khóa cá mèn ở đây. Đựng cặp visit với tài tùy thân. Lên dùm shop, đừng vừa điện thoại ha. Lên dùm shop mã là 4768-202. 4768-202. Và kế đến, đó là một chiếc ví dài. Thương hiệu dập nổi đây và một ngăn đây. Và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Có một khóa cá mèn ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết ha. Ở đây nó sẽ có vào bắp thời gian ngay chỗ này. Và một cái khóa cá mèn bên trong. Ví dài. Lên dùm shop một mã là 4752-202. Và một chiếc ví màu vàng đồng da thật ha. Và sẽ có một khóa cá mèn ở đây. Bên trong đựng cạc visit với tài tùy thân. Và một ngăn đây và một ngăn đây. Là sạch đẹp hết ha. Ở đây. Ở đây là một cái tag cho theo ha. Kèm theo. Lên dùm shop một mã là 4611 ha. 350. 4611-350. Và một chiếc ví dạp thương hiệu ở đây. Ở đây đựng cặp visit với tài tùy thân. Và một khóa cá mèn ở đây. Và một khóa cá mèn ở đây sẽ có va bắp thời gian ngay chỗ này. Lên dùm shop một mã là 4696-220. 4696-220. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Số điện thoại của shop 0973 952507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.